Cho chú Khải. Chú ạ. Vâng. Mai mang hoặc là tối nào đến thì tối. À đấy là chú. Bởi vì cái loa này chúng cháu bán thì lâu rồi nhưng mà cũng lâu nay là cũng không lên sóng. Thì hôm nay ra cho chú thì tức là ra là vẫn ra hàng bình thường bán, chúng cháu bán nhiều lắm. Ra những cái mẫu mới về sau này thì công ty có chính sách là ưu tiên là đẩy những cái video mới vì cái loa mới lên. Những cái mẫu này lâu lên sóng, hôm nay quay lên sóng để cho nhiều khán giả xem loa có xanh này biết là những mẫu loa này vẫn đang bán rất thịnh hành. Cứ hàng chuẩn mẹ ai phải thích. Vâng. Cái quan trọng là cái vấn đề là hàng của các cháu có chuẩn không. Đúng rồi chú. Chuẩn là đây người thích. Quan trọng là phải chuẩn hay không rồi chú nhỉ? Đúng rồi. Chuẩn là đây người thích. Vâng. Nó khoảng bao nhiêu cân? Nó cũng khá nặng này chú ạ. Nhưng mà thôi hai chú cháu mình bê thì cũng bình thường. Tầm một người thì nặng, hai người thì bình thường. Đấy, chú hộ cháu vào đầu. Có nặng không chú? Nặng. Cái này mà cho xe máy chở thì quái được. Cái này bảo mẹ cho lên ô tô thì cho là kiểu gì được chồng. Hả? À, nặng lắm. Cái thằng kia là nhỏ hơn đúng không? Cái này muốn di chuyển thì hơi khó khăn đấy. Cứ bảo là loa nó phải nặng thì nó mới đánh nó mới đầm bát chú ạ. Bước vào gỗ chứ. Nó nhẹ thì nó không. Nó nhẹ thì nó không căng nào tiếng. Được đấy, để. Chú hai cũng hồi giọng. Để đây. Chú giữ cái đầu cho nó khỏi lăn bánh nhé, chú giữ cái đầu đi, hồi giọng. Rồi. Ok. Ok. Chắc chắn là máu hát thì phải mua loa phải không chú? Nếu mà không máu hát thì đã không mua loa. Đúng rồi. không đam mê thì không mua. Đúng rồi, không đam mê thì không mua. Đam mê, người ta nhìn thấy người ta ghét luôn ạ. Vâng. Cái này phải đam mê. Đam mê nó mới gặp máu. Người đam mê thích chứ gặp người không đam mê thì đúng người rồi. Ta bảo là ôi giời nó chật nhà ra mà lại đau đầu. Đau đầu luôn này. Phải không cô? Nó to. Ôi giời to này. Cứ phải là đam mê, nếu không thì sẽ thành đứt tay. Cái này có phục vụ được phục vụ hội nghị được à? Được chú ạ, nói chung là cứ đám nào nhỏ nhỏ mà nhưng mà quê mình yên tĩnh này thì nghe nó lại càng to. Đúng rồi. Đấy. Cái tầm này là phục vụ hội nghị được. Vâng. Chắc là chú nhìn nó sẽ to hơn là chú tưởng tượng đúng không? Đúng rồi. Thường thường nó chỉ thế đến đây thôi. Đúng rồi. Các loa kia nó chỉ đến đây thôi. Vâng. Còn nhưng như thế này mà muốn di chuyển bằng xe máy là khó. Vẫn chở được. Chở tốt tại vì nó vuông phắn, Nặng hai người bê lên một cái chở được hết. Nếu mà di chuyển nhiều thì người ta làm một cái giá sẽ đẩy. Nhưng mà thì mình hát gia đình là chính thôi chứ chú định mang đi hát rong à? Mang đi. Chắc là chú đam mê quán này, chú nghĩ về tương lai sau này có thể là làm gì với nó thay vì chỉ biết hát ở nhà. Đâu dù người ta những người ta biết hát thì nó lại ở thôn bên. À để đi giao lưu với chú khác cho vui đúng không? Vâng, hai đường tiếng, một bát một chép. Có cái loại ba đường tiếng cháu. Cái ba đường tiếng thực ra là cái loa chung trên loa kéo nó chỉ là màu, nó không thể quyết được cái gì cả. Đây kể bên cháu chung nhìn thấy choán những cái loa nó 30 triệu rồi, nó chỉ có hai đường tiếng, nó một bát một chép thôi. Cái loa chung nó có giải quyết được cái gì đâu. Nó làm cho nó có chứ còn. Cái này cả kết nối USB cả. Đủ hết, USB cắm vào phát nhạc này. Thế sau đó thì là Bluetooth này, cắm dây vào TV này. Đầy đủ hết các cổng kết nối. Đấy. Vâng, để cho test cho chú. Có sẽ cắm tivi. Nhưng mà loa kéo thì cứ về ngoài trời mới đúng kiểu. Chứ loa kéo mà lại cho trong nhà thì nó thành loa gia đình rồi, loa cố định rồi. Vâng, đây chú cho cái máy cho gắn cái mic chú cho mình giao lưu cho vui. Kệ chú làm thì làm mà. Làm thì làm mà hát thì cứ hát chứ có liên quan thì đến nhau đâu. Đây đây, lấy điện thoại của ông kết nối. Đây có pin rồi đúng không? Cắm điện đây. Có điện rồi chú, không cần phải cắm đâu, có điện rồi. Cái này mic này mic ấy à? Mic kim cương. Kim cương luôn. Nó gọi là mic kim cương. Không dí riếc thì gì? Mic kim cương. Rú nhiều rú ấy đây. À rú đấy chú bật to chú dí vào thì nó rú nhiều. Ừ. Còn nếu chú bật nhỏ chú không dí vào thì nó sẽ không rú hoặc rú ít. Nói tóm lại cái em. Cái này kiểu bảo hành bao mấy năm? Bảo hành 1 năm ạ. Cho bật điện thoại vào chú. Đây đang bật. Để cho cái đôi nhá. Nó là Pro Audio DSP300 này. Đấy tên của loa đấy. Đang kết nối. Chỉ ông ấy để bảo ông ấy biết. Ông mỗi hai ông bà già ở nhà biết cái gì đâu. Không, bây giờ chú vậy. Chú thì trông có tuổi thôi nhưng mà chú còn minh mẫn lắm. Minh cái gì ông ấy. Thì sáng giờ làm cho ông đây ông ấy vào, ông bảo chưa vào, ông bảo không được. Ông ấy. Trông vậy là... thôi chứ minh mẫn lắm chú nhở. Làm điện thoại ông gọi phát có ngay. Chú vào Google, loa kéo xanh. Mẹ cái thằng dở hơi lúc 12 giờ nó bảo chứ phải đặt tiền. Bây giờ tôi đặt tiền với anh tôi đặt được. Nhưng vấn đề bây giờ nếu như không có hàng giờ tôi
lấy cơ sở là tôi đi lấy tiền. Chú gọi về đâu mà lại đặt tiền? Ở trên mạng vớ vẩn, không phải bên cháu. Đấy là chú gọi vào bên nào rồi? Thằng em này nó bảo ơi, thằng em này nó bảo đây. Đấy là đấy là để cháu giải thích, đấy là chú gõ vào Google loa cáo xanh. Nhưng mà cái bọn khác nó chạy quảng cáo ở trên đầu ấy. Là bấm đấy là không phải ông cháu. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi, thế nhưng mà cái vấn đề chú nói là vấn đề nó bảo chú là phải đặt tiền. Chú bảo là đặt tiền tôi đã được nhưng không có hàng thì tôi lấy cái tư cách pháp nhân để đi tìm anh. Đúng rồi, không chú cháu đã không bao giờ như thế. Bây giờ lấy cái gì để tôi đi tìm anh? Đúng rồi. Thế như thế là lừa đảo nhá. Đúng rồi. Nói chung là cứ quảng cáo loa có xanh mà ra những cái thằng khác thì là nó là như thế, là nó tư tưởng ngay từ đầu là bọn nó là không tốt rồi. Thằng em đấy bảo cứ gọi điện đây mang đến đây mới được kiểm tra hàng, nghe được đấy giá tiền. Làm gì có chuyện đấy. Thôi kệ đi, quan trọng là bây giờ là chú đặt, bây giờ là chúng cháu là mặt cháu của chú nhìn mãi trên mạng rồi. Thì chắc chúng nhận là cháu chứ. Nghe giọng cháu là nói trên điện thoại thôi. Nghe giọng cháu nói trên điện thoại thôi. Dạy ông ấy chỉnh chuột nghe hát thôi. Cháu hát thử nhá. Bây giờ không hát được rồi. Chú ông hát thử bài chứ. Tầm này hát mới đủ kiểu cho chú. Một cái này hết rồi. Nhưng mà đúng tầm chiều này gió mát thử nào, hát thử cái bài nào. Này chú hát đúng tầm này mới là giá đúng trị rồi, này. Không phải cho ông hát thử. Đúng rồi, hát thử ấy. Chứ. Vô loa hát thử thì chết. Để làm ơn. Bây giờ đang buồn mệt không có hơn cho rồi. Không bao giờ sợ gì cái hát, cái mic này không sợ gì. Mic nó nhẹ đấy cô, mic này là mình cái alo cái là nó ra luôn. Đây cho hướng dẫn cô chú này, anh cũng với cô làm bài nữa đi đã. Mới được có một bài, để cho cô bài cho cô. Tối nay mất mấy lít bia lại hát được ngay. Nó tóm lại là nhẹ. Được, thế á. Giống như bộ trên nhà. Cái này hát giống nhẹ giống bộ trên nhà em đấy. Nhưng mà đắt nhất là cái loa. Đúng rồi, cái củ loa. Nó thế còn cái mạch là, cái bảng này chú nghĩ là không thể đắt được. Cái củ loa bây giờ nó là quyết định chính là cái củ loa. Chính xác. Nó hay hay không là cái củ 100% thì cái thằng này được chia loa là chiếm vào 70% rồi. Chính xác, cái củ loa quyết định nhiều. Còn những cái bảng mạch thì giả sử nó trục trặc thì các cháu chỉ có thay bảng mạch còn ok. Vâng. Thì nó giống như là những cái loa dàn đắt tiền như vậy, cái củ loa cái cột cua cây loa là linh hồn, thế còn cái âm ly cục đẩy thực chất thì nó là cái bộ phận để tạo ra âm thanh và thôi. Thế còn để mà nó phát ra âm thanh như hay hay không thì nó phải là cái củ loa. Đúng rồi. Củ loa. Thì cái này thì nó quan trọng là cái loa. Đúng rồi. Cái tivi thì quan trọng ở màn hình. Màn hình, đúng rồi. Các bạn không giáo. Đúng rồi.
Thế theo chú thì con người quan trọng nhất là cái gì? Con người quan trọng nhất hả? Quan trọng nhất hả? Cháu cũng nghĩ thế. Vâng. Cái đầu của mình ấy, cái trái tim cũng quan trọng hả chú nhỉ? Nhưng mà nói chung là cháu thấy cái gì cái này mà không chỉ đạo được trái tim cũng chỉ là đúng thở thôi, đúng chỉ, đúng không đúng chỉ là thở để sống thôi. Vâng. Thế còn để mà minh mẫn để giao tiếp được với đúng cháu rồi, thì là cái này rồi, giao tiếp này. Bây giờ giao tiếp giả sử bây giờ giao tiếp như vậy là nọt tai với cháu mà có thiện cảm với cháu thì là cái này. Vâng, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế còn bây giờ chẳng qua chỉ là gật đầu mới nói thì nó cái việc đấy thôi. Vâng. Nhưng nói ví dụ như cháu này thì vừa đi tán gái mẹ con gái nó mà nó ôi rồi chú ơi, cháu ế tận bây giờ là chú nói câu đấy nữa. Chú nếu mà giả sử chú bằng tuổi với cháu hoặc nhiều hơn cháu 2 tuổi, chú là con gái chú theo cháu mẹ đi đâu là theo nó chạy theo đi đâu là chạy đấy thôi, đi đâu là cứ chạy thôi, cứ chạy. Ôi, cháu nghe chú nói này chứng tỏ là chú là cũng không phải ngoài ca hát ra chú còn MC thì ra gì luôn đấy. Chú là MC phải nói là cũng không ít đối thủ đấy. Thôi bây giờ chú đứng một lúc mồ hôi cũng ráo nước rồi, chú tặng cháu một bài. Hay nửa bài thôi, nửa bài thôi. Nửa bài thôi cũng được. Thôi chú cứ giấu nghề như này cháu. Chú cháu mày biết bao giờ mới gặp nhau. Có khi mấy một. Vâng. Loa phải có hát chứ. Lúc đấy bảo Tiến bảo mà xong mình máu thế, đáng lẽ là phải là tối đáng nhau mà nói tao hợp lý nhất phải là ngày mai. Nó khổ này là lúc 12 giờ trưa. Vâng. Có ngủ đâu, cứ vào mạng gọi điện bảo không được thế là Tiến vào bảo Tiến ơi, anh em đây này, mẹ nó toàn lằng nhằng dở hơi. Tiến nó ớt để em vào cái vào gặp các cháu luôn ấy, quay trực tiếp ấy. Đấy, thế là máu quá thì bảo các cháu mà xuống cho hôm nay mang xuống là không hợp lý. Máu quá là không đợi nên phải múc luôn. Anh em bảo phải là mai. Không kể ra chú có bảo cháu thì mượn tí nữa tầm tối cho đấy cũng được mà, tầm tối chúng ta giao hàng chúng ta hay giao tối lắm, tối nó mát mà khách hàng cũng thích mà. Cứ đơn nào mà giao buổi tối là cơm no rượu say xong là hát tưng mừng đó. Đúng rồi.